của chúng con ơi. Chúng con thờ phượng Ngài bằng tất cả tấm lòng của chúng con. Dâng lên cho Chúa chỉ một mình Ngài, vì duy chỉ một mình Ngài xứng đáng để chúng con ngợi khen thờ phượng. Duy chỉ mình Ngài xứng đáng để chúng con cất tiếng hát và chúc tôn danh của Ngài. Kính thưa quý vị mục sư, lãnh đạo giáo hội, kính thưa hội đồng, đã sắp đến giờ thờ phượng Chúa và bồi linh của tối hôm nay. Xin kính mời quý con cái của Chúa còn ở bên ngoài nhà thờ, xin mời chúng ta tiến vào bên trong nhà thờ để ổn định chỗ ngồi, vì trong nhà thờ những hàng ghế trên vẫn còn trống. Xin kính mời quý con cái Chúa, đặc biệt là quý bà, quý cô, xin mời chúng ta tiến vào bên trong nhà thờ, những hàng ghế trên còn trống, chúng ta ổn định chỗ ngồi để bước vào chương trình thờ phượng Chúa và bồi linh buổi tối hôm nay. Xin mời quý con cái Chúa còn ở bên ngoài, chúng ta tiến vào trong nhà thờ, những hàng ghế trên vẫn còn trống, để chúng ta ổn định chỗ ngồi. Xin kính mời bà mục sư Phạm Bính, trưởng ban phụ nữ tỉnh Quảng Nam, tiến lên hướng dẫn chương trình. Trân trọng kính chào hội đồng. Kính thưa hội đồng, tạ ơn Chúa, chương trình khai mạc và thờ phượng Chúa của hội đồng chiều nay diễn ra trong niềm hân hoan, vui mừng và đầy ơn phước Chúa ban. Tối nay hội đồng được tiếp tục thờ phượng Chúa và chương trình đặc biệt dành cho giới nữ. Thay cho giới nữ toàn tỉnh, tôi dâng lên lời tạ ơn Chúa. Kính cảm ơn quý đầy tớ Chúa, Ủy viên Tổng Liên hội, Mục sư trưởng ban và ban đại diện tỉnh đã sắp xếp để chúng tôi có được chương trình này. Kính cảm ơn Mục sư Trần Đình, Ủy viên Tổng Liên hội, có lời Chúa cho hội đồng và nhất là cho giới nữ chúng tôi. Thưa hội đồng, sống vâng phục là chủ đề quen thuộc, thường được nhắc nhở mỗi đời sống cơ đốc nhân, là từ ngữ dễ nói nhưng khó làm. Và đây cũng là thách thức cho tôi, quý bà, quý cô, quý chị em, là những người nữ trong nhà của Đức Chúa Trời. Ước mong trong chương trình tối nay, qua lời cầu nguyện, những bài thánh nhật, lời Chúa qua đầy tớ của Ngài khích lệ hội đồng, đặc biệt giới nữ chúng tôi sống vâng phục, được thể hiện qua nếp sống hàng ngày, từ trong gia đình,
hội thánh và xã hội như gương vâng phục của Chúa Giêsu. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Philip đoạn 2 câu 8. Mở đầu cho chương trình thờ phượng Chúa tối nay, kính mời hội đồng đồng tôn vinh Chúa thánh ca số 738, Xin Cho Con Đi Đường Ngài. Qua chương trình tối hôm nay, kính mời hội đồng cùng đứng. Kính mời bà mục sư Phan Ân, ủy viên ban điều hành phụ nữ tổng liên hội đặc trách khu vực 2 gồm Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, tiến lên bục hướng dẫn để cầu nguyện. Kính xin chúng ta hiệp ý trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, lạy Cha yêu thương của chúng con, đấng mà chúng con đương hầu việc và phục vụ Chúa, đấng được tôn cao và chúc tụng, đấng được hiện diện giữa thì giờ chúng con thờ phượng Chúa buổi tối hôm nay. Chúng con kính dâng lên Chúa lòng biết ơn, cảm tạ ngợi khen Ngài vì Chúa cho chúng con còn có cơ hội để được cùng nhau thông công, bồi linh, thờ phượng Chúa, học biết lời Ngài. Cảm ơn Ngài Chúa đã ban phước cho ban đại diện tỉnh nhà chúng con quan tâm đến giới nữ trong hội thánh, đã có chương trình thờ phượng Chúa bồi linh tối hôm nay. Chúng con kính dâng lên Chúa lòng biết ơn Chúa, cảm tạ Ngài. Xin Chúa hiện diện với chúng con trong thời giờ này. Xin Chúa ban phước cho thời giờ nhóm lại của chúng con, để rồi hết thảy chúng con lòng khao khát hướng về Ngài, để chúng con đón nhận lời sự sống của Chúa, để chúng con được học biết Ngài một cách nhiều hơn, rõ ràng hơn. Hầu chúng con mỗi ngày được sâu nhiệm, trưởng thành trong đức tin. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho đầy tớ của Chúa bằng mục sư Phạm Mến hướng dẫn chương trình buổi tối hôm nay. Chúa cho đầy tớ gái của Chúa được ơn của Chúa để hướng dẫn hội thánh vào sự thờ phượng một cách phải lẽ, đẹp lòng Chúa. Chúa ban phước cho các ban hát lễ kính dâng lên Chúa lời ca tiếng hát của mình để tôn cao chúc tụng Chúa.
Xin Ngài cho chúng con kính dâng lên Chúa cả lòng biết ơn, cả lòng cảm tạ, vui mừng khi chúng con được đến trong nhà của Chúa, khi chúng con bày tỏ lòng của chúng con trong sự thờ phượng Chúa. Xin Cha hiện diện với chúng con, ban phước cho hết thảy mỗi một người trong chúng con, để rồi qua kỳ hội đồng này, chúng con trở về với gia đình mình, với hội thánh của Chúa, chúng con nhận được nhiều phước hạnh, sống trong niềm vui, và đời sống của chúng con sẽ học được gương của Chúa Giêsu chúng con qua tinh thần văn phục, để chúng con hầu vì Chúa và làm sáng danh Chúa. Xin Chúa sức giàu trên đài tớ của Chúa, mục sư Trần Đình, ủy viên Tổng Liên Hội. Ông sẽ có lời của Chúa để hướng dạy dỗ chúng con buổi tối hôm nay. Xin Chúa niêm phong đầy tớ của Chúa. Xin Chúa sức giàu đặc biệt để đầy tớ của Chúa chia sẻ lời Chúa đến với hết thảy mỗi tấm lòng của chúng con. Xin Chúa cho lòng của chúng con mở ra, mắt thuộc linh của chúng con thấy chính lời sự sống của Chúa. Hầu lời của Ngài đụng chạm đến tấm lòng của chúng con, thôi thúc, nhắc nhở, dạy dỗ và hướng dẫn chúng con trên linh trình theo Chúa. Xin Chúa ban phước cho các tiết mục thờ phượng Chúa buổi sáng, buổi tối hôm nay. Chúa đầy ơn dặn dắt và ban cho hết thảy con cái của Chúa, những người nam, người nữ ở trong đền thờ của Chúa. Lòng của chúng con hướng về Ngài. Chúng con khao khát một sự thăm viếng của Thánh Linh Chúa, một sự phục hưng cả thể để tất cả chúng con đều được đổi mới, một đời sống phước hạnh, một đời sống kết quả cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Một lần nữa xin Chúa tha tội cho hết thảy chúng con. Xin Cha hiện diện với chúng con, ấn chứng thì giờ của chúng con thờ phượng Chúa, ban phước cho hết thảy chúng con một cách đặc biệt. Chúng con tạ ơn Chúa và hiệp ý thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội đồng an tọa. Do ơn phước Chúa gìn giữ tôi, Ngài dìu bước vui trên trần gian, đời chợt sáng, tối tăm chợt tan mờ, lúc Chúa ban lẽ sống cho đời. Đó là điệp khúc thánh ca 756, lẽ sống cho đời. Kính mời quý bà mục sư nhiệm chức, quý cô truyền đạo tôn vinh Chúa. Trong tâm tư hai an, khi có Chúa đi bên đời.
Tiếp tục chương trình Biệt Thánh Ca Khi Có Giê-xu, mời ban phụ nữ Hội Thánh Tiên Phước tôn vinh Chúa.
Người nữ trong nhà Chúa đầy tình yêu thiết tha. Người nữ trong nhà Chúa đảm đang công việc nhà. Như hoa luôn tỏa hương, luôn luôn nhờ cậy Chúa, học làm theo Kinh Thánh, thuận phục theo ý Cha. Biệt thánh ca người nữ trong Chúa, xin kính mời ban phụ nữ hội thánh chiên đàn tôn vinh Chúa. Thank you.
Kính mời hội đồng đọc Kinh Thánh đối đáp số 96, người nữ tài đức. Mời hội đồng cùng đứng. Người nữ tài đức. Một người nữ tài đức, ai sẽ tìm được giá trị nàng rỗi hơn châu ngọc? Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chớ chẳng hề sự tổn hại. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi, ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết, vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Con cái nàng trỗi dậy, chúc nàng được phước, chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng rằng: duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Kính mời hội đồng an tọa. Việc khắp nơi thuận ý cha. Tạ ơn Chúa, sống vâng phục là sống với tinh thần vâng phục ý Chúa trọn vẹn trong mọi hoàn cảnh. Thánh ca 701, Như ý cha. Mời ban phụ nữ Hội Thánh Trường Xuân tôn vinh Chúa.
xin dâng cuộc đời lên cho Giê-xu. Chúa gọi con quyết vâng phục Ngài. Này là đặc ân cao quý trong đời, quyết hầu việc Chúa cách trung thành. Điệp khúc thánh ca 896, dâng mình hầu việc Chúa. Ban phụ nữ Hội Thánh Tam Kỳ sẽ tôn vinh Chúa, xin kính mời.
Thì giờ này hội đồng sẽ dâng hiến để góp phần công việc Chúa lo cho hội đồng. Xin kính mời ban tài chính hội đồng và tư hóa các hội thánh nhận tiền dâng. Trong khi dâng hiến, đơn ca Con cần lời Chúa do hội thánh A Chôm II tôn vinh Chúa. Xin kính mời. Cần lời Chúa ơi đời con qua đời nhọc nhằn, con cần lời Chúa để dẫn bước chân con đi giữa trần thế với bao gian nguy trần gian. Thank you.
gần lời Chúa để con biết vâng theo Ngài. Đầu phụng Chúa trong mọi nẻo đường. Lời Chúa chính là sức sống của con. Lời Chúa đưa con vào nơi phước hạnh. Nguồn sống yêu thương tràn dâng bất tận. Rồi trời đất sẽ qua đi, rồi hoa cỏ sẽ tàn. Nhưng lời Chúa lời Chúa để con biết vâng theo Ngài, đầu phụng Chúa trong mọi nẻo đường. Lời Chúa chính là sức sống của con. Lời Chúa kính mời hội đồng cùng đứng. Kính mời bà mục sư ông Văn Tiến cầu nguyện dâng hiến. Con hallelujah, cảm tạ ơn Ngài vì Chúa cho tất cả chúng con được một lần nữa được ra mắt Chúa, được nhóm họp lại trong đền thánh của Chúa. Chúng con sẽ được học lời của Ngài, và trong giờ này chúng con được thờ phượng Chúa bằng sự dâng hiến. Chúa ơi, con cầu xin Ngài thương xót, tha thứ tội cho chính mình con, tha thứ tội cho tất cả chúng con. Và Chúa cho chúng con dâng hiến cho Chúa với một lòng biết ơn Chúa, với một lòng yêu mến Ngài. Chúa dùng chúng con, sử dụng chúng con để lo công việc nhà Chúa qua vấn đề tài chánh này. Con xin Chúa ban phước lại trên mỗi một chúng con. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Con cầu nguyện xin Ngài cứ tiếp tục ban ơn những thời giờ còn lại. Chúng con sẽ tiếp tục được thờ phượng Chúa. Chúng con sẽ được nghe lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Con dâng mọi điều trong cánh tay của Chúa, và con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội đồng an tọa. Thưa hội đồng, sống văn phục là sống soi rọi ánh sáng của Chúa giữa trần gian tâm tối này. Hằng soi sáng, Thánh ca 837, Ban Phụ nữ Hội Thánh Phương Hòa sẽ tôn vinh Chúa. Xin kính mời. Thank you.
Hãy theo ta, mau ớ con, hãy theo ta. Tiếng gọi tha thiết, êm dịu, cũng là lời khuyên dạy, mời gọi hãy theo Chúa, học theo Ngài, để mỗi chúng ta có đời sống vâng phục trọn vẹn như chính Chúa Giê-xu đã sống vâng phục trong mọi sự. Thánh ca 388, hãy theo ta. Xin mời ban phụ nữ Hội Thánh Thăng Bình tôn vinh Chúa. Thank you.
Kính mời hội đồng cùng đứng lắng nghe lời Chúa được chép trong Philip đoạn 2 câu 5 đến câu thứ 11. Xin mời nữ truyền đạo Trần Thị Khánh Ly tuyên đọc lời Chúa. Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời được ký thuật ở trong sách Philip đoạn 2 từ câu 5 đến câu thứ 11. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Hội đồng cứ đứng, trân trọng kính mời Mục sư Trần Đình, Ủy viên Tổng Liên hội, tiến lên tòa giảng, ban phát lời Chúa. Kính mời hội đồng an tọa. Cảm tạ ơn Chúa. Tối hôm nay, chương trình của chị em phụ nữ tỉnh Quảng Nam chúng ta. Tôi ngồi dưới, tôi rất cảm động và rất là vui. Chị em phụ nữ rất là đẹp, sắc màu cũng đẹp, tôn vinh Chúa rất hay. Như bài Kinh Thánh đọc đối đáp, người nữ tài đức. Chúa ban phước lại cho tất cả quý chị em. Tôi coi qua hết cái chương trình tối hôm nay, toàn là chị em phụ nữ hết. Nhưng mà ngó tới ngó lui thì cũng được chút yên ủi là tôi, nam giới, được hầu việc Chúa trong giờ này. Và cái người cuối cùng của tối nay là anh tôi, Mục sư Trần Cang, được chúc phước. Thế tối nay dành tất cả cho chị em chúng ta, để chúng ta tôn vinh Chúa, ca ngợi Chúa và thể hiện tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta tôn cao danh thánh của Chúa. Và chủ đề ban đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam chọn cho Hội đồng Bồi Linh năm nay đó là sống vâng phục. Và lời của Chúa chúng ta vừa nghe cô nữ truyền đạo Trần Thị Khánh Ly vừa đọc ở trong Philip đoạn 2 câu 5 cho đến câu thứ 11. Và giờ này đây chúng ta tiếp tục suy gẫm lời của Chúa với đề tài sống vâng phục. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Tháng 7 năm 1976, khi được biết những tên ăn cướp máy bay gọi là không tạc đã khống chế một chiếc phi cơ dân sự tại một phi trường tại đất nước Uganda, một tốp lính đặc nhiệm tinh nhuệ người Do Thái đã thực hiện một cuộc đột kích táo bạo và đã giải cứu thành công 103 con tin, có nam có nữ, người Do Thái. Khi bước vào hành lang, những người lính đặc nhiệm hét to bằng tiếng Hebrew, tất cả nằm xuống, nằm sát xuống đất. Các con tin người Do Thái hiểu và vâng phục, mệnh lệnh đều nằm sát xuống dưới sàn. Trong khi những tên cướp máy bay không biết tiếng Hebrew, cho nên đứng trơ trọi như vậy, thế là đội đặc nhiệm nhanh chóng hạ gục chúng. Tuy nhiên, có hai con tin chần chừ không chịu vâng phục nằm xuống.
Họ cứ đứng yên như vậy nên những phát đạn đã bắn trúng họ. Còn có một con tin thứ ba thì đã nghe lời, nằm xuống, nhưng rồi không biết vì sao lại chồm dậy và đứng lên, và cũng lãnh những viên đạn mà lẽ ra chỉ dành cho những tên không tạc. Nếu như ba người này hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh, họ chắc đã không mất mạng mà được giải cứu. Vâng phục, vâng lời là một đức tính cao quý. Khi còn thơ bé, từ trong gia đình đến học đường, ngoài xã hội, sự vâng phục đều được giáo dục kỹ lưỡng và được con người đánh giá rất cao. Trong gia đình, sự vâng phục thể hiện sự kính trọng của con cháu đối với ông bà, cha mẹ, hoặc của người dưới đối với người trên. Con cái biết vâng lời là niềm an ủi, là niềm vui, niềm tự hào của cha mẹ và là hạnh phúc của gia đình. Vợ chồng với nhau đối xử bằng sự yêu thương, tin tưởng, vâng lời. Không có sự vâng lời thì thưa hội đồng, mọi sinh hoạt, mọi trật tự xã hội sẽ bị đảo lộn. Thế giới sẽ rối loạn, bất an, và cuộc sống của người sẽ bị căng thẳng, xáo trộn. Hội Thánh của Chúa, tạ ơn Chúa, từ trước đến nay là Hội Thánh có nếp sống vâng phục theo lời Chúa dạy. Tiên tri Samuel đã nói, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Đức Chúa Giêsu đến thế gian trong hình ảnh loài người, và Ngài luôn là tấm gương vâng phục ý Cha để cho chúng ta noi theo. Trong thư gửi cho Hội Thánh Philip, đây là đoạn kinh thánh tuyệt đẹp mà sứ đồ Phao-lô mô tả về hình ảnh hạ mình vâng phục trọn vẹn của Đức Chúa Giêsu. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng có sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thải đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Với lời của Chúa trong hội đồng năm nay, nương trên Philip đoạn 2 câu 5 đến câu thứ 11, chúng ta cùng suy gẫm qua những tấm gương vâng phục. Thứ nhất, đó là gương của Đức Chúa Giêsu. Trong bức thư gửi cho người Roma, sứ đồ Phao-lô đề cập đến ân điển của Chúa dành cho con người. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Do sự không vâng phục của Adam mà tội lỗi đã vào thế gian, khiến loài người phải chịu chết. Nhưng bởi sự vâng phục của Đức Chúa Giêsu Christ mà sự sống đời đời được ban cho nhân loại. Đức Chúa Giêsu vâng lời Đức Chúa Cha. Ngài tự bỏ địa vị cao sang vinh hiển trên thiên đàng, không nắm giữ địa vị bình đẳng với Đức Chúa Cha. Ngài bằng lòng bước vào thế giới loài người, sống như một tôi tớ, hạ mình vâng phục để đem con người trở về cùng Cha. Lúc niên thiếu, Luca đoạn 2 câu 51 nói về
thời niên thiếu của Đức Chúa Giêsu. Đoạn Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Đó là lúc Ngài 12 tuổi. Ngài đã giảng dạy ở trong đền thờ Jerusalem, nhưng Ngài chịu lụy cha mẹ, vâng lời cha mẹ, theo cha mẹ nuôi trở về nhà. Lúc bắt đầu chức vụ, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 13 đến câu thứ 15. Mặc dù Đức Chúa Giêsu là đấng vô tội, nhưng Ngài đã vâng phục để chịu phép báp têm. Kinh Thánh chép lại rằng, khi ấy Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp têm. Song Giăng từ chối mà rằng, chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. Đức Chúa Giêsu đã vâng phục để hoàn thành mọi việc công bình. Rồi trong chức vụ, câu Kinh Thánh chúng ta đọc, chúng ta hết sức vui mừng, cảm tạ ơn Chúa về sự vâng phục của Chúa. Khi Chúa Giêsu Christ còn trong xác thịt, Ngài cũng đã dâng lời cầu nguyện này xin cho đấng có quyền cứu mình khỏi chết. Ngài vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Dù Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho những kẻ vâng lời Ngài. Cảm tạ ơn Chúa. Rồi khi Ngài chịu thọ hình, chúng ta thấy Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài luôn vâng phục ý muốn của Đức Chúa Cha. Như khi Ngài cầu nguyện ở vườn Gethsemane với mong muốn rằng, xin cất chén này lìa khỏi con. Nhưng Ngài đã cương quyết vâng phục ý của Đức Chúa Trời. Dầu vậy, xin ý Cha được nên, không theo ý con. Ngài vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta thấy sự vâng phục trọn vẹn của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài tự bỏ mình, hoàn toàn trở thành một con người có thân thể vô tội, dùng thân thể ấy làm đầy tớ và chịu đóng đinh trên thập tự giá, sẵn sàng chịu chết thay cho loài người. Thật là sự vâng phục trọn vẹn. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi chúng ta hãy có đồng một tâm tình như Đức Chúa Giêsu. Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng trở nên người. Ngài tự hạ mình và vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Thưa Hội Thánh, thưa Hội Đồng, chết trên cây thập tự là một cái chết đau đớn và nhục nhã. Đối với người La Mã, ý nghĩa của cực hình bị đóng đinh vào thập tự giá đã được Cicero, nhà hùng biện vĩ đại người La Mã, ông sinh năm 106 trước công nguyên, ông nói thế này: các công dân La Mã cố tìm cách để giữ không những thân thể họ mà cả đến tư tưởng, mắt, tai của họ thật cách xa chính cái tên của thập tự giá. Cái chết đau thương của Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá không phải là cái chết của một vị thánh tử đạo, mà là cái chết của một cứu Chúa. Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống vì tội lỗi của thế gian, vì Chúa là đấng cứu thế. Thưa Hội Đồng, sau khi đã hạ mình vâng phục và tự nguyện hy sinh, Đức Chúa Giêsu được Đức Chúa Cha đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Toàn thể các tạo vật ở trên trời, dưới đất, bên dưới đất, mọi đầu gối thải đều quỳ xuống, và tất cả mọi lưỡi đều xưng Ngài là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời.
Noi gương Đấng Christ vâng phục cho đến chết, chúng ta cũng phải vâng phục Ngài hoàn toàn trong đời sống tin kính của mình. Và khi vâng phục, chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời nâng chúng ta lên rất cao. Bản thánh ca Ngài nâng tôi lên, đây là một bản thánh ca rất nhiều con cái của Chúa ưa thích. Và tôi cũng rất thích bản thánh ca này. Thưa hội đồng, bất cứ ai vâng phục trọn vẹn ý muốn của Ngài đều sẽ nhận được sự tán thưởng, tôn quý và vinh hiển giữa cộng đồng đức tin và giữa xã hội. Nếu không vâng phục Chúa thì tuyệt đối không thể nhận được sự vinh hiển và tôn quý. Điều thứ hai, gương các bà trong Kinh Thánh nhiều lắm, nhưng tối nay tôi chọn hai bà. Một bà là trinh nữ và một bà có chồng mà chết, không tên, không tuổi. Thứ nhất là bà Mary. Khi thiên sứ Gabriel đến báo tin cho cô trinh nữ Mary về kế hoạch Chúa chọn bà, mượn tấm lòng của bà để chịu thai và sanh một con trai đặt tên là Giê-xu. Nghe tin ấy, cô Mary rất là ngạc nhiên. Kinh Thánh nói rằng bối rối vô cùng, vì cô chưa hề nhận biết một người nam nào hết, thì làm sao có được cái sự đó. Sau khi được thiên sứ giải thích đây là việc của Đức Thánh Linh, quyền năng của Đấng rất cao sẽ che phủ cô, con thánh mà cô sẽ sanh ra là con Đức Chúa Trời. Từ chỗ lo sợ kinh ngạc, Chúa đã ban cho cô tấm lòng bình an và khao khát được Chúa dùng chính cô trong công việc trọng đại của Đức Chúa Trời. Cô vui vẻ vâng phục chương trình của Chúa nên thưa rằng: tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Có bản dịch câu Kinh Thánh câu đó như thế này: tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sẵn sàng vâng theo ý muốn Chúa, xin Chúa thực hiện mọi điều mà người đã truyền bảo. Trinh nữ Mary đã vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Sau đó chúng ta thấy cuộc đời của cô Mary hoàn toàn vâng phục. Ông Joseph và bà Mary đã vâng theo luật pháp, đem hài nhi Giê-xu lên đền thờ Jerusalem để dâng cho Chúa. Khi vua Herod tìm cách giết hại hài nhi Giê-xu, thì ông bà Joseph Mary vâng phục mạng lệnh Chúa đem Giê-xu lánh qua Ai Cập. Khi mọi việc được an bình, Chúa truyền bảo hãy đem Giê-xu trở về quê hương Do Thái, thì ông bà Joseph Mary vâng phục mạng lệnh Chúa đưa cả gia đình thánh hồi hương. Điểm lại những diễn biến trong cuộc đời bà Mary, từ cô trinh nữ đến lúc bà chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh thập tự giá, có thể nói cuộc đời bà đầy nước mắt hơn là niềm vui. Thế nhưng thưa hội đồng, dù ở trong cảnh ngộ nào, chúng ta rất cảm phục bà, vì bà đã để lại cho chúng ta bài học quý giá sống vâng phục. Cảm tạ ơn Chúa. Người thứ hai đó là bà góa Sarepta. Jezabel là vợ của vua Ahab. Bà này là người rất gian ác, chống nghịch lại Chúa. Bà luôn đe dọa mạng sống của tiên tri Eli là người của Đức Chúa Trời. Trong lúc đó lại có một phụ nữ góa chồng không tên tuổi. Vì bà sống tại Sarepta nên người ta gọi bà là người đàn bà góa Sarepta. Khi tiên tri Eli trốn chạy khỏi sự săn lùng của bà Jezabel, vì bà tìm mọi cách để giết tiên tri Eli, người của Đức Chúa Trời. Sau khi con suối tại khe Kerit khô cạn, Đức Chúa Trời đã hướng dẫn vị tiên tri đến Sarepta. Ngài phán với tiên tri rằng:
hãy trỗi dậy, đi đến Sa-rép-ta, thành thuộc về Si-đôn và ở tại đó. Kìa, ta đã truyền cho một người quá bụa ở thành ấy lo nuôi người. Tiên tri Eli vâng phục theo ý chỉ của Chúa. Đúng như lời của Đức Chúa Trời đã truyền phán, vua đến thành Sa-rép-ta, ông thấy một người đàn bà quá đi ra lượm củi. Tiên tri nói với bà rằng: ta xin ngươi hãy cho ta chút nước ở trong bình để cho ta uống, cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nhỏ nữa. Bà quá này liền trải nỗi lòng với tiên tri Eli rằng bà chỉ còn có một nắm bột ở trong vò và một chút dầu ở trong bình. Bà nói rằng: này, tôi lượm hai khúc củi rồi về nấu dọn cho tôi và con trai tôi. Khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. Quá phụ Sa-rép-ta tưởng đó là bữa ăn cuối cùng của bà và đứa con trai. Nhưng tiên tri Eli nói với bà như thế này: chớ sợ chi, hãy trở về làm y như ngươi đã nói. Xong trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ rồi đem ra cho ta. Kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi và con trai ngươi. Vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: bột sẽ không hết trong vò và dầu sẽ không thiếu trong bình cho đến ngày Đức Jehovah giáng mưa xuống đất. Thưa quý bà, quý chị em, đúng là một thách thức rất lớn để trắc nghiệm về đức tin và sự vâng phục của người đàn bà quá nghèo khổ này, phải không? Ngày nay, nếu tôi và quý ông bà, anh chị em gặp hoàn cảnh đó, chắc chúng ta sẽ mất bình tĩnh, sẽ thiếu kiên nhẫn. Và cái này nó rất khó để mà vâng phục tiên tri, người của Đức Chúa Trời dạy bảo. Nhưng câu Kinh Thánh cho chúng ta thấy sự vâng phục tuyệt vời của bà quá Sa-rép-ta. Vậy nàng đi và làm theo điều Eli đã nói. Nàng và nhà nàng luôn với Eli ăn trong lâu ngày, bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli mà phán ra. Cảm tạ ơn Chúa. Do sự vâng phục mà mẹ con bà không phải ăn bữa ăn cuối cùng rồi chết, nhưng được nuôi sống qua cơn đói kém trong 3 năm rưỡi. Gia-cơ đoạn 5 câu 17 câu 18 đã nói đến cái thời gian đó. Do sự vâng phục không phải bà đã nuôi tiên tri Eli, mà mẹ con bà được Đức Chúa Trời nuôi qua tiên tri Eli. Từ xưa đến nay có rất nhiều con dân Chúa, trong đó có thể nói là có nhiều chị em phụ nữ đã nuôi các tiên tri của Chúa và đã kinh nghiệm được Chúa đãi ngộ, Chúa nuôi mình và gia đình mình một cách kỳ diệu, phải không? Có câu chuyện kể như thế này: một vị hoàng tử ở Đông Phương muốn chọn một người cận vệ trung thành. Có 2 người được tiến cử. Hoàng tử gặp 2 người, trả trước tiền công cho họ, rồi dẫn họ đến một cái hồ nước sâu khoảng hơn 1 mét và để cạnh cái hồ nước đó một cái rổ. Hoàng tử truyền cho 2 người như thế này: hai anh hãy cố hết sức mình múc nước trong cái hồ nhỏ này và đổ vào rổ sao cho đầy rổ. Chiều nay tôi sẽ trở lại để xem công việc của 2 anh tiến triển như thế nào. Nói xong, hoàng tử liền đi và 2 người này bắt tay vào việc múc đổ vào rổ. Chẳng bao lâu sau thì một người nói rằng: đổ nước vào rổ thật là một công việc vô ích và ngu xuẩn. Còn người kia thì nói rằng: nhưng tôi
Và anh đã được trả tiền công và mình đã nhận rồi mà. Hoàng tử có cái lý do của người truyền chúng ta làm vậy. Mình không nên bận tâm, cứ tiếp tục làm việc đi. Nhưng người kia quăng cái rổ xuống đất. Anh nói thế này: anh thích thì anh làm, còn tôi sẽ không tiếp tục cái công việc ngu ngốc này nữa đâu. Làm sao mà đổ nước vào đầy cái rổ được, phải không? Cho nên anh này lý luận cũng có cái lý của anh. Và anh nói như vậy, anh bỏ đi, không làm việc nữa. Người còn lại thì tiếp tục múc nước đổ vào rổ, đổ vào rổ, đổ vào rổ. Mệt lắm, nhưng không lưu lại được một chút nước nào trong rổ hết. Nhưng mà thấy cái hồ thì cũng gần cạn rồi. Anh tiếp tục múc đổ, múc đổ, múc đổ. Và rồi anh nghe một âm thanh lạ ở trong cái rổ. Và nhìn vào ở trong rổ đó, anh thấy một chiếc nhẫn kim cương. Anh nói lên: ồ, giờ đây thì ta mới biết tại sao hoàng tử lại sai múc nước đổ vào rổ rồi. Vừa lúc đó thì hoàng tử đến, anh ta trao chiếc nhẫn đó cho hoàng tử. Hoàng tử mỉm cười. Tôi không phải hoàng tử cho nên chắc cười cũng không có. Hoàng tử thì đẹp lắm, cười: nó là của anh. Anh đã tận tâm phục vụ trong việc nhỏ. Giờ đây ta thưởng cho anh cái chiếc nhẫn này, ta thu nhận anh và giao cho anh việc làm lớn hơn. Vui không? Quý ông bà, nhất là quý chị em, có những lúc công việc gia đình chúng ta mệt lắm phải không? Cực nhọc lắm phải không? Có khi chúng ta phiền ông chồng nữa. Ông cứ mặc đồ đẹp cũng đi hoài. Nhất là những ông chồng được hầu vị Chúa mặc áo váy cà vạt đi hoài. Còn mình ở nhà thì sao? Múc nước đổ vào rổ. Nhưng rồi chúng ta sẽ đạt được những cái phần thưởng hết sức là quý giá khi chúng ta tận tâm làm công việc. Kính thưa hội đồng, có quá nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng Chúa đòi hỏi những điều không hợp lý. Vì vậy chúng ta bị cám dỗ để không vâng phục Ngài. Có người cho là có thể sửa đổi một chút ít ý muốn của Chúa sao cho nó phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, miễn sao vẹn cả đôi đàn giữa ý mình và ý Chúa. Làm như vậy được không? Nhưng mà nghĩ làm được. Cho nên biết bao nhiêu điều không được thỏa lòng, không được vui vẻ trong đời sống của chúng ta. Đúng là quan niệm như vậy là đi ngược lại với ý muốn của Chúa và ý tưởng đường lối của Ngài cao hơn ý tưởng và đường lối của chúng ta. Hãy vâng phục trọn vẹn ý Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, ngày nay có thể chúng ta biết chưa hết, nhưng rồi có lúc chúng ta được biết rõ ý muốn của Ngài trên đời sống của chúng ta. Kính thưa hội đồng, thưa quý bà, quý chị em, sống vâng phục không hề đơn giản, cũng không dễ dàng một chút nào. Phải trải nghiệm và chiến thắng những trở ngại lẫn khổ đau thì mới xứng đáng là môn đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngày nay con người đang sống theo khuynh hướng chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa ích kỷ. Con người chỉ yêu bản thân mình, không muốn làm những việc trái với ước muốn của mình dù chỉ một phút. Vì vậy tấm lòng đầy dẫy những sự cố chấp và không ăn năn. Chúng ta là những thánh đồ, hãy quyết lòng đi theo sự dẫn dắt của Chúa cho đến cuối cùng, cho đến khi chúng ta được bước vào Si-ôn. Chiều hôm nay tôi nghe ban hát tôn vinh Chúa, bài thánh ca cuối cùng đó là 903 Thành Thánh, rất là tuyệt vời. Chúng ta ai nấy đương trên đường về Thành Thánh.
Chúng ta muốn ở lại hay là được bước vào thành thánh Jerusalem mới ở trên trời? Muốn được bước vào đó, hãy sống đời sống vâng phục trọn vẹn Chúa của chúng ta và theo gương vâng phục của Đức Chúa Giêsu. Sứ đồ Phêrô khuyên rằng: hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Cảm ơn Chúa. Tấm gương vâng phục trọn vẹn của Đức Chúa Giêsu, của bà Mary, của quá phụ ở Sarepta và rất nhiều tấm gương khác nữa đã được ghi trong Kinh Thánh để chúng ta suy gẫm noa theo. Xin lời Chúa dạy dỗ, nâng đỡ, khuyên dục chúng ta đừng cứng lòng, nhưng hãy nhờ ân sức Chúa ban cho, hầu cho đời sống của chúng ta, những cơ đốc nhân, luôn là đời sống vâng phục Chúa, được Chúa đẹp lòng và được mọi người tán dương yêu quý. Nguyện Chúa ban phước lành trên quý ông bà, anh chị em, nhất là giới phụ nữ của chúng ta và toàn thể hội đồng. Chúng ta quyết lòng sống vâng phục. Amen. Kính thưa hội đồng, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa vì trải qua mấy mươi phút đồng hồ, Chúa đã cho chúng ta được nghe lời của Chúa qua đầy tớ của Ngài, Mục sư Ủy viên Tổng Liên hội. Cảm ơn Chúa, gương của Chúa Giêsu trong tinh thần vâng phục, trong gia đình, trong khi thi hành chức vụ, và sự vâng phục trọn vẹn của Chúa đó là sự chết của Chúa trên thập tự giá. Và tấm gương vâng phục của Mary, của bà quá Sarepta đã nhắc nhở, khích lệ mỗi đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Xin Chúa giúp đỡ để tôi, quý chị em, quý bà, quý cô, chúng ta theo gương của Chúa Giêsu, theo gương của Mary, bà quá Sarepta, để rồi chúng ta có một đời sống vâng phục trọn vẹn. Kính mời hội đồng cùng đứng. Mỗi người chúng ta đến với Chúa vài phút, chúng ta cầu nguyện với Ngài và cam kết hứa nguyện với Chúa. Những ngày sắp đến, chúng ta sẽ theo gương của Chúa để sống vâng phục và hầu việc Chúa kết quả. Kính mời bà Mục sư Võ Đình Đáng, nguyên trưởng ban phụ nữ tỉnh, cầu nguyện đáp ứng và cầu nguyện cảm tạ Chúa vì chương trình tối hôm nay. Kính lạy Chúa của chúng con, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Đấng mà chúng con đang thờ phượng, tôn vinh và chúc tụng danh của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa Ngài dành cho chúng con cơ hội để chúng con được thờ phượng Chúa buổi tối hôm nay. Qua lời của Chúa, qua đầy tớ của Ngài, lạy Chúa của con, xin Ngài thương xót, nhắc nhở chúng con mỗi người để chúng con có một tinh thần vâng phục, trọn vẹn. Chúa ơi, con biết rằng chúng con yếu đuối lắm, chúng con không thể nào làm như cái điều Chúa muốn cho chúng con làm. Nhưng nhiều lúc chúng con cũng đã bội nghịch lại với Ngài nữa. Dẫu vậy, Chúa ơi, xin Ngài thương xót. Với lòng tha thứ của Ngài, Chúa tha thứ một cách dồi dào, cho nên xin Ngài thương xót tha tội cho chúng con. Chúng con học qua tinh thần vâng phục của Chúa Giêsu, Ngài đã vâng phục Đức Chúa Cha một cách trọn vẹn, và Ngài đã hy sinh tất cả vì cớ cứu nhân loại này. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vô cùng. Ở ơn đó mà chúng con được làm con cái yêu dấu của Chúa ngày hôm nay. Cho nên xin Ngài thương xót và cho chúng con biết ơn Chúa để chúng con sống như thế nào
làm một cái tấc hương có mùi thơm dâng lên cho Chúa. Chúng con thấm như thế nào? Nghĩa là như là muối của đất, như là ánh sáng ở giữa thế gian này, đem nhiều người đến với Chúa nữa để họ nhận được sự cứu rỗi. Con cảm ơn Ngài. Xin Ngài cho chúng con cũng có cái tinh thần văn phục như tinh nữ Mary, quên mình tất cả, hy sinh tất cả để được Chúa cứu thế. Là Chúa của chúng con, xin Chúa cũng nhắc nhở cho chúng con về cái tấm gương của người đàn bà quá Sarepta. Lạy Chúa, chỉ còn cái thức ăn cuối cùng cho mẹ con của mình, nhưng bà biết rằng bà phải vâng phục, và bà đã hy sinh cho tiên tri của Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa phép lạ đã diễn ra. Lạy Chúa, xin Ngài thương xót chúng con ngày hôm nay. Ngài, xin Ngài dạy cho chúng con để chúng con thấy được những phép lạ mà Chúa đã làm qua chính đời sống của chúng con. Có nhiều người Chúa đã ban phước cho họ rất nhiều qua các phép lạ của chính đời sống họ, cũng như mỗi một chúng con trải nghiệm qua, chúng con thấy rằng Chúa đã làm cho chúng con nhiều lắm. Nhưng biết ơn Chúa, chúng con xin Ngài thương xót, Ngài tha tội cho chúng con, để chúng con mới nhận được những phước hạnh thật sự mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con. Hầu cho đến khi Ngài, chúng con ra mắt Ngài, thì Chúa gọi chúng con rằng, được lắm, hãy đến mà hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Cha ơi, xin Ngài thương xót, muốn được như vậy, xin Chúa giúp cho chúng con mỗi ngày, chúng con tập tành học và làm theo những điều Chúa chỉ dạy. Chúng con vâng phục Chúa để bước đi, dù là cuộc sống này có như thế nào, chúng con có những trở lực nào đi nữa, thì Chúa ơi, xin Ngài cũng cho chúng con biết nắm chắc lấy lời hằng sống của Chúa, trung thành với Ngài một cách trọn vẹn, để chính Chúa Ngài sẽ thêm sức cho chúng con. Chúa ơi, lời của Ngài cũng đã dạy cho chúng con rằng con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho những người nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Cha ơi, xin Ngài cho chúng con thật sự có lòng trọn thành đối với Chúa, thì chắc chắn rằng trong mọi trở lực nào chúng con cũng sẽ vượt qua, bởi vì Chúa là đấng sẽ đắc thắng cho chúng con. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì buổi tối hôm nay Chúa cho chúng con có lời của Ngài. Nguyện Chúa xóa dẫn chúng con, xin Thánh Linh của Ngài cũng ban cho chúng con làm theo điều Chúa dạy. Vì lời của Chúa đã dạy cho chúng con, để cho chúng con biết rằng khi chúng con làm theo lời của Chúa mới là điều mà Chúa đang trông đợi ở nơi mỗi dân sự của Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài bổ thêm sức khỏe cho đầy tớ của Chúa. Con cảm ơn Chúa Ngài có đồng công với chúng con trong chương trình buổi tối hôm nay. Dù mỏi mệt trong cơ thể, nhưng xin Ngài cũng tiếp sức lại cho quý ông bà, quý chị em con. Con cảm tạ ơn Ngài. Chúa cũng ban phước trên các đầy tớ của Chúa, con cái của Chúa. Sau giờ này hãy trở về với gia đình của họ, với nhiệm sở. Con xin Chúa cũng ban cho họ sự bình an, họ ngủ ngon giấc, để rồi ngày mai họ cũng sẽ trở lại đây với tinh thần thờ phượng Chúa, tôn vinh và chúc tụng danh của Ngài. Xin Ngài cũng ban phước trên các đầy tớ thánh của Chúa để công bố sứ điệp của Ngài. Các ban hát lễ của các hậu thánh cũng sẽ ca ngợi Chúa trong cái suốt cái chương trình hội đồng của chúng con năm nay. Lạy Chúa, xin Ngài ban phước cho con, cảm tạ ơn Chúa. Chúng con xin Ngài cũng tha tội cho chúng con nếu có những điều nào đó không đẹp lòng Ngài. Chúa thứ tha cho để lời cầu xin của chúng con được Chúa vui nhậm. Con cảm ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội đồng an tọa. Kính thưa hội đồng, chúng ta dâng lên Chúa lời cảm tạ, ngợi khen, biết ơn Ngài. Không những chúng ta được thờ phượng Chúa, ca ngợi Ngài, được nghe lời của Chúa qua đầy tớ của Chúa, và chúng ta cùng hiệp nhau trong sự cầu nguyện, nhưng buổi tối hôm nay có một thân hữu người Peru cũng đến đây để cùng thờ phượng Chúa, người Cato cũng đến đây để thờ phượng Chúa với chúng ta. Và trong thời giờ này, anh chị em chúng ta cũng bằng lòng cầu nguyện tin Chúa. Xin kính mời mục sư Quỳnh Thái Tâm.
Đây là một anh em người Cơ Tu, chứ không phải người Peru. Chúng ta cảm ơn Chúa buổi tối hôm nay có em Priu Trà đến. Priu Trà. Chúng ta cầu nguyện để Chúa ban ơn Ngài cứu anh em chúng ta. Cũng sẽ có nhiều người tin nhận Chúa Giêsu qua đời sống của anh em chúng ta. Bây giờ xin kính mời Hậu Thánh đồng đứng lên, chúng ta hiệp ý để cầu nguyện cho em Priu Trà tin nhận Chúa. Kính lại Đức Chúa Trời, kính lại Đức Chúa Trời, kính lại Đức Chúa Trời. Ngài là cha của con, Ngài là cha của con. Đấng đã tạo dựng nên con, Đấng đã tạo dựng nên con. Đáng lẽ từ lâu, đáng lẽ từ lâu con quỳ gối thờ phụng Ngài, con quỳ gối thờ Ngài. Nhưng tội lỗi đã ngăn cách con, đã ngăn cách con với Chúa, với Chúa. Buổi tối hôm nay con biết được Chúa cứu thế Giêsu đã đến thế gian chịu chết trên thập tự giá đổ huyết ra để cứu chuộc con. Con bằng lòng tin nhận xin Chúa tha tội cho con tiếp nhận con làm con của Chúa xin Thánh Linh tái sanh con để con nhận được quyền năng sống đẹp lòng Chúa giữ vững đạo Chúa cho đến cuối cùng con tạ ơn Ngài con thành kính cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Giêsu Amen. Là Chúa kính yêu của chúng con, buổi tối hôm nay có em Priu Trà đến đây đã tin nhận Chúa. Ngài dạy chúng con, nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho kẻ tin danh Ngài. Xin Chúa ban cho em quyền phép để có thể sống làm sáng danh Chúa, sống đắc thắng tội lỗi, sống đắc thắng ma quỷ và sống trung thành với Chúa giữa những sự khó khăn. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Trong danh Chúa Giêsu, chúng con cung kính dâng em Priu Trà trong bàn tay quyền năng của Ngài. Xin ghi tên em vào sách sự sống của Chúa ở trên trời, bảo đảm sự cứu rỗi cho em. Con cảm ơn Ngài. Chúng con thành kính và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah, kính khen Giêsu. Hallelujah. Kính mời hội đồng cứ đứng, chúng ta cầu nguyện chung và hát thánh ca số 23, Tôn Vinh Chân Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, không cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trân trọng kính mời Mục sư Trần Cang, quản nhiệm Hội Thánh Hòa Hữu chúc phước. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Con, sự thông công của Đức Thánh Linh, xin ở cùng trên tất cả chúng con, những người nam, những người nữ, để chúng con được sống trong sự vâng phục Chúa từ nay cho đến ngày Chúa Jesus Christ tái lâm. Amen. Thờ phượng Chúa tối nay kết thúc. Xin Chúa cho hết thảy mỗi một chúng ta ra về trong sự bình an. Amen. Alo. Tôi xin có một thông báo ở đây. Tôi thay cho ban an sinh phục vụ xin kính mời anh chị em ở trong